Chào những anh em mang dòng máu cây đỏ, chúc anh em một ngày an lành và vui vẻ. Sau đây là những tin chính của MU ngày hôm nay. Ole tiết lộ tin tức đội hình trước trận gặp Southampton. Cựu tiền vệ MU bị cáo buộc tội rửa tiền. Huấn luyện viên Wolves nói Neves có thể đến MU. Những lý do quỷ đỏ có thể ký hợp đồng với Mbappe. Anh em ủng hộ kênh bằng like, share và đăng ký nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ mời anh em đến với nội dung chi tiết. Ole tiết lộ tin tức đội hình trước trận gặp Southampton. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã cung cấp một bản cập nhật về kế hoạch cho trận đấu sân khách đầu tiên của mùa giải với Southampton vào chủ nhật. Người hâm mộ đang rất háo hức được chứng kiến Raphael Varane ra sân thi đấu, trong khi Jadon Sancho cũng đang cố gắng có trận xuất phát chính thức đầu tiên sau khi đã ra mắt trong trận thắng 5-1 trước Leeds cuối tuần trước. Edinson Cavani cũng đang tập luyện một cách rất chăm chỉ. Ole nói trong cuộc họp báo trước trận đấu, đội đang có những tin tức rất tích cực. Edinson đã tham gia, Raphael cũng đã tham gia và toàn đội đang rất hào hứng và thích thú. Bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy họ ra sân vào chủ nhật này. Họ đã tập luyện rất tốt. Toàn đội cũng đã có một tuần rèn luyện rất tốt. Chúng ta sẽ đợi xem ai sẽ ra sân thi đấu tại Southampton vào chủ nhật này nhé. Edinson luôn tự chăm sóc bản thân và tất nhiên anh ấy chưa tập luyện nhiều với toàn đội, nhưng Cavani luôn sẵn sàng để có thể ra sân. Anh ấy có nhiều lý do khác nhau khiến phải nhập đội muộn, có một số lý do cá nhân trong đó, nhưng Cavani đã sẵn sàng để ra sân thi đấu. Ngoài ra, Amad và Eric Bailly đã trở lại tập luyện trong tuần này sau thời gian tại Thế vận hội, trong khi Jesse Lingard đã khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu. Dean Henderson cũng đã trở lại làm việc tại Carrington sau khi nhiễm virus, huấn luyện viên Solskjaer nói tiếp. Liên quan đến Dean, cậu ấy đã rất mệt mỏi sau khi tập luyện mấy hôm trước, nhưng bây giờ cậu ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Henderson đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra cần thiết. Cậu ấy đang tập luyện để lấy lại phong độ tốt nhất vì đã mất một vài tuần. Henderson đang tập luyện chăm chỉ trong phòng gym cũng như tập trên sân với các huấn luyện viên thủ môn. Trong khi đó, Marcus Rashford và Alex Telles vẫn vắng mặt vì chấn thương. Cập nhật tình hình của những cầu thủ có thể ra đi. The Manchester Evening News đưa tin vào hôm thứ Tư rằng James Wagner, 20 tuổi, đã chuẩn bị trở lại Nottingham Forest sau khi được cho mượn 4 tháng ở mùa trước. Và tờ báo này cũng tiết lộ Quỷ đỏ đang chuẩn bị cho mượn Amad Diallo. Trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng đã làm rõ những tin tức trên. Ông nói, Wagner sẽ được cho mượn, điều đó sắp hoàn thành rồi. Anh ấy đã thi đấu rất tốt trong giai đoạn tiền mùa giải và thực sự gây ấn tượng đối với tôi. Việc thi đấu thường xuyên sẽ giúp ích cho Wagner rất nhiều, vì vậy việc cho mượn là rất cần thiết. Với Amad, tôi phải nói rằng cậu ấy đang thực sự rất tốt trong việc luyện tập. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Amad tiếp tục ở lại câu lạc bộ. Nhưng nếu ra đi, đó phải là sự cho mượn phù hợp để đến một câu lạc bộ phù hợp với cách chơi mà chúng tôi muốn cầu thủ đó phát triển. Huấn luyện viên Solskjaer cũng vẫn để ngỏ các lựa chọn của mình với Lingard. Ông nói thêm, tôi nghĩ ưu tiên hàng đầu của CC là được ra sân cho MU. Bất cứ khi nào đội bóng chủ quản của bạn là Man United, đó sẽ là ưu tiên hàng đầu của bạn, nó luôn như vậy. Nhưng với tư cách là một người quản lý, với các cầu thủ và đội hình của mình như tôi đang có bây giờ, thì thật khó để nói vào mỗi cuối tuần rằng bạn sẽ không ra sân thi đấu đâu. Nhưng tất cả họ phải nhớ và biết rằng họ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong thành công của toàn đội. Cựu tiền vệ của MU bị cáo buộc rửa tiền. Cựu tiền vệ của Manchester United, Anderson, đã bị cáo buộc tội rửa tiền trị giá 4,7 triệu bảng thông qua tiền điện tử ở Brazil. Anderson đã có 7 năm gắn bó với United và đã ghi bàn thắng trên chấm luân lưu trước Chelsea trong trận chung kết Champions League năm 2008. Tờ báo Globo của Brazil đưa tin, anh là một trong 8 người bị công tố viên nhà nước điều tra về một kế hoạch để hợp thức hóa 35 triệu tiền Brazil, khoảng 4,7 triệu bảng Anh, ra khỏi sàn giao dịch chứng khoán nhà nước và rửa tiền bằng tiền điện tử. Báo cáo cho biết, các cá nhân bị điều tra đã bị cáo buộc phạm tội, bao gồm trộm cắp và tổ chức rửa tiền. Cuộc điều tra có tên Spy to Show bắt đầu từ hơn một năm trước, khi công tố viên bang đã ban hành 13 lệnh khám xét và thu giữ ở khu vực Porto Alegre. Căn hộ của Anderson cũng là một trong những tòa nhà được khám xét. Anderson nói với Global rằng anh đã đầu tư vào tiền điện tử từ năm 2019 và xác nhận công ty của anh đã bán Bitcoin cho một trong những công ty có liên quan, nhưng nhấn mạnh rằng anh không biết tiền đến từ các nguồn bất hợp pháp. Luật sư của Anderson, Julio Cesar, cũng cho biết mình sẽ chứng minh Anderson là nạn nhân chứ không phải là người tham gia. Anderson năm nay 33 tuổi, đến từ thành phố Porto Alegre
miền Nam Brazil và bắt đầu sự nghiệp của mình với đội bóng địa phương Gremio vào năm 2006, trước khi chuyển đến Porto 2 năm sau đó và rồi đến với United. Sau khi rời Quỷ Đỏ vào năm 2015, một năm sau khi trải qua một mùa giải cho mượn với Fiorentina, anh trở về thành phố quê hương của mình để gia nhập đối thủ cạnh tranh khốc liệt của Gremio là Internacional. Anderson đã dã từ sự nghiệp bóng đá vào năm 2020 sau 2 năm gắn bó với Adana Demirspor ở Thổ Nhĩ Kỳ. Huấn luyện viên Wolves nói Neves có thể đến MU. Huấn luyện viên Bruno Lage của Wolves thừa nhận mọi cầu thủ đều có giá trị, dù khẳng định câu lạc bộ không muốn bán tiền vệ Ruben Neves. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã là chủ đề của các đồn đoán chuyển nhượng trong mùa hè, với Manchester United là một trong những câu lạc bộ được cho là quan tâm ký hợp đồng với anh ấy. Neves đã có mặt trong đỉnh xuất phát cuối tuần trước khi Wolves bắt đầu chiến dịch Premier League với thất bại 0-1 trước Leicester City. Cầu thủ 24 tuổi sẽ là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của huấn luyện viên Lage trong mùa giải này, nếu anh ấy vẫn tiếp tục ở lại Molineux khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 31 tháng 8. Khi được hỏi liệu ông có mong Neves ở lại câu lạc bộ hay không, Lage nói: "Tất cả những cầu thủ hàng đầu mà chúng tôi có đều được liên kết với tất cả các câu lạc bộ hàng đầu trên thế giới. Nếu bạn đến Bồ Đào Nha, những cầu thủ hàng đầu của Benfica đều có liên quan đến việc chuyển đến Wolves. Ruben đang hạnh phúc ở đây và chúng tôi hài lòng với cậu ấy. Chúng tôi không nghĩ sẽ để bất cứ ai ra đi, nhưng rõ ràng mọi cầu thủ đều có cái giá của mình. Bạn không bao giờ biết được. Nếu Messi đã chuyển sang PSG thì bất kỳ ai cũng có thể ra đi." Khi được hỏi liệu đã có câu lạc bộ nào hỏi mua Neves chưa, Lazio trả lời: "Đề xuất thực sự thì vẫn chưa." Nhưng lý do MU có thể ký hợp đồng với Mbappe. Theo ESPN, Man United dự tính gây sốc với thương vụ theo đuổi Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain. Tất nhiên, nhiều anh em sẽ bảo đây là tin lá cải, nhưng chúng ta cùng phân tích vài lý do sau, xem thương vụ này có hợp lý không nhé. Đầu tiên là anh ấy sẽ miễn phí. Mùa hè tới, Mbappe sẽ là một cầu thủ tự do, và đây là lý do rất quan trọng. Tất nhiên, sẽ có mức lương khổng lồ và phí lót tay không hề nhỏ. Nhưng việc chuyển nhượng tự do khiến việc này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thứ hai là gia hạn với Pogba và ký hợp đồng với Mbappe. Hiện chỉ có lời bàn tán về việc Paul Pogba sẽ rời Man United để đá cùng với Mbappe tại Paris Saint-Germain, nhưng chẳng có lý do gì để chúng ta không nghĩ rằng điều đó sẽ là ngược lại. Nếu Quỷ Đỏ gia hạn hợp đồng với Pogba sẽ mang lại một lợi thế rất lớn để lôi kéo Mbappe đến câu lạc bộ. Hoặc nếu United có thể thuyết phục được Mbappe thì chắc chắn sẽ đủ cám dỗ để Pogba ở lại. Đưa cả hai vào đội sẽ khiến United có một cặp tấn công tàn khốc vốn đã được chứng minh ở cấp độ quốc tế. Thứ ba là sẽ không dễ dàng để ký với Haaland. Mục tiêu hàng đầu của Man United trong mùa hè này là tiền đạo người Na Uy Erling Haaland, người trước đây từng làm việc dưới thời Ole Gunnar Solskjaer tại Bodø. Nhưng sự khác biệt là United sẽ không phải đối phó với Mino Raiola để ký hợp đồng với Mbappe. Ngoài ra, MU sẽ phải đối mặt với hàng loạt những câu lạc bộ lớn khác để cạnh tranh với Haaland, trong đó mới nhất là Bayern Munich. Cuối cùng là Mbappe cũng đã từng muốn đến MU. Tờ The Times đưa tin vào năm ngoái rằng United là một trong những câu lạc bộ mà Mbappe quan tâm đến việc ký hợp đồng nếu anh ấy rời PSG. Solskjaer muốn có hai bản hợp đồng nữa. Đến thời điểm hiện tại, Manchester United đã chi hơn 100 triệu bảng để mang về sân Old Trafford hai bản hợp đồng bom tấn là Jadon Sancho và Raphaël Varane. Đây được xem là bước chuẩn bị đặc biệt của Quỷ Đỏ cho mùa giải mới. Bởi với bộ đôi kể trên, giới chuyên môn cho rằng họ hoàn toàn có thể giành lấy danh hiệu Premier League lần đầu tiên kể từ triều đại Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, để đảm bảo cơ hội cạnh tranh chức vô địch, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn muốn bổ sung thêm nhân sự cho một số vị trí trọng yếu vào giai đoạn cuối phiên chợ hè. Cụ thể theo nguồn tin từ tờ ESPN, chiến lược gia người Na Uy đang đề xuất ban lãnh đạo chiêu mộ thêm một hậu vệ phải và một tiền vệ trung tâm trước hạn định. Như đã biết, huấn luyện viên Solskjaer vẫn chưa hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn của Aaron Wan-Bissaka, đặc biệt ở khoản hỗ trợ tấn công. Bên cạnh đó, ngôi sao người Anh cũng đang phải đối mặt với cáo buộc điều khiển xe trong tình trạng không bằng lái và có thể ngồi tù tới 6 tháng. Chính vì vậy, thuyền trưởng của Quỷ Đỏ muốn đẩy mạnh việc tuyển dụng hậu vệ phải. Nhiều nguồn tin cho rằng Kieran Trippier đang được xem như mục tiêu hàng đầu của Solskjaer. Bên cạnh đó, chiến lược gia 48 tuổi cũng đang cân nhắc khả năng chiêu mộ Eduardo Camavinga hoặc Ruben Neves để tăng cường sức mạnh cho khu trung tuyến.
Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.